Chào mọi người đang theo dõi video này. Ngày hôm nay thì Tùng mới có thời gian Tùng quay trở lại để chia sẻ cho mọi người. Thì thời gian vừa qua Tùng cũng rất là bận, cho nên là cũng có những cái công việc khác, nên là Tùng không có tập trung vô cái kênh này được. Thì mong là mọi người đừng có bỏ kênh này ha. Thì ngày hôm nay thì Tùng sẽ quay trở lại với một bài hát Tùng có in trong cái cuốn sách này. Thì nói đến cuốn sách này thì vừa rồi mọi người mua cũng rất là nhiệt tình, và cả sách và USB cuốn sách hơn 200 trang. Nếu như bạn nào quan tâm thì các bạn coi lại cái video trước Tùng đã review rồi ha. Rồi ok, thì cái bài ngày hôm nay là cái bài Hoa Cưới của Đạt Long Vĩnh. Thì cái bài này thì nó mình cứ cho nó vào dòng nhạc pop ha, về cái cách đánh của nó thì nó sẽ gần giống như kiểu là rap á, nên nó đảo nhịp hơi nhiều ha. Thì mọi người tham khảo chơi, mặc dù mọi người có thể không thích nhưng mà chúng ta cứ tập đi. Những cái bài như thế này nó sẽ cho chúng ta nhiều cái kỹ năng để chúng ta có thể linh hoạt trong cái việc chơi trống ha. Ok, thì bài này thì Tùng đã tối ưu hóa thành mấy dòng này thôi, mọi người cứ tập kỹ, tập đi tập lại ha. Sau đó thì cái video tiếp theo Tùng sẽ cover cái bài này, Tùng sẽ đăng lên cho mọi người tập. Rồi xin được cảm ơn rất rất nhiều ha, mọi người đã ủng hộ Tùng cái cuốn sách này. Và hiện tại thì Tùng đang đăng trên Shopee với Lazada thì nó cũng bị khóa, tại vì những cái bài hát này Tùng không có xin phép bản quyền nên không có đăng được vô mấy cái hạng mục nó chuyên cho sách, với lại không có được phép đăng, cho nên là Tùng cũng đăng đại nên cứ bị xóa. Nên là hiện tại thì Tùng đang khóa link ha, chỉ có Lazada là không bị khóa thôi. Thì mọi người có mua sách thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp với Tùng nha, còn không thì mọi người đặt vào cái link Lazada Tùng có để ở dưới cái phần mô tả đó. Rồi ok, bây giờ thì xin mời mọi người cùng theo dõi cái video này nha.